Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục đi bảo dưỡng một mẫu FC666 nhà anh Thắng ở Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Đấy, đây là mẫu FC666 sau khoảng gần 2 năm sử dụng. Thì anh có gọi lên cửa hàng yêu cầu bảo dưỡng. Kêu lục cục. Đấy, thì nay mình đã xử lý và bảo dưỡng tra dầu mỡ rồi. FC66 này phải tháo đằng sau đít nên là phải cần đến cái bộ lục giác kia để tháo, thì để mình tra dầu mỡ vào động cơ. Đấy, sau khi mà tra dầu mỡ động cơ xong rồi thì mình lại tiếp tục là vệ sinh tổng thể bên ngoài chiếc ghế, là vệ sinh da, lau bóng, lau bụi rồi phủ bóng. Quá trình bảo dưỡng nó cũng chỉ như vậy thôi. Kiểm tra hoạt động ghế thì bây giờ là hoạt động ổn định bình thường rồi. Đối với quá trình bảo dưỡng đã xong rồi, xin phép kết thúc video đây nha.